Hiệp định Angesta được nâng cấp và cơ hội hàng hóa cho Việt Nam xuất khẩu. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương đã phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Chương trình Thương mại Khu vực vì Phát triển tổ chức hội nghị kỷ niệm hành trình 15 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand, gọi tắt là Angesta, cùng đó giới thiệu bản nâng cấp của Hiệp định. Sau gần 15 năm có hiệu lực, Hiệp định Angesta đã có những tác động tích cực đến hợp tác kinh tế thương mại trong khu vực. Việc thực hiện hiệp định tiến triển đều đặn ở tất cả các lĩnh vực, thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và hợp tác kinh tế. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu giữa ASEAN, Australia và New Zealand đều chứng kiến sự tăng trưởng từ khi Hiệp định Angesta có hiệu lực. Theo số liệu của Ban Thư ký ASEAN, thì kim ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN với Úc đã tăng từ 44 tỷ đô la năm 2009, và khi hiệp định có hiệu lực lên đến 94,7 tỷ đô la năm 2023. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, thì kim ngạch thương mại hai chiều giữa New Zealand và ASEAN cũng đã tăng gấp đôi, đến hơn 11 tỷ đô la so với thời điểm hiệp định đi vào thực thi. Bên cạnh đó, Hiệp định Angesta góp phần củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực Angesta trong thu hút hoạt động đầu tư kinh doanh, cũng như sức chống chịu của khu vực trước những diễn biến bất lợi trong thời gian qua. Trong giai đoạn 2020-2022, các nước ASEAN, Australia và New Zealand thống nhất cần nâng cấp Hiệp định Angesta để đảm bảo tính hiện đại, mức cam kết cao và xử lý được những vấn đề mới nổi không chỉ trong phạm vi khu vực mà bao gồm cả những vấn đề mới nổi toàn cầu. Đây là minh chứng cho sức sống và tầm quan trọng của Hiệp định với vai trò là điểm tựa gắn kết các nền kinh tế ASEAN, Australia và New Zealand. Do đó, với những kết quả tích cực này, bản nâng cấp Hiệp định Angesta sẽ tiếp tục tạo nền móng vững chắc hơn nữa cho quan hệ thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên ASEAN, Australia và New Zealand. Angesta là thỏa thuận khu vực đầu tiên có sự tham gia của hai bên Australia và Việt Nam. Kể từ năm 2009, quan hệ song phương giữa hai nước đã phát triển vượt bậc và tới năm 2024 được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam có vai trò trung tâm trong chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của chính phủ Australia. Australia kỳ vọng vào sự hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam, hướng tới những lợi ích chung về kinh tế và thương mại. Hiệp định Angesta được ký kết ngày 27 tháng 2 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 và được đánh giá là hiệp định có tiêu chuẩn cao nhất trong số các hiệp định giữa ASEAN với các nước đối tác. Trong giai đoạn 2020-2022, các nước ASEAN, Australia và New Zealand thống nhất cần nâng cấp Hiệp định Angesta để đảm bảo tính hiện đại, mức cam kết cao và xử lý được những vấn đề mới nổi không chỉ trong phạm vi khu vực mà bao gồm cả những vấn đề mới nổi toàn cầu. Trên cơ sở đó, các nước thành viên đã triển khai việc đàm phán nâng cấp hiệp định trong thời gian hơn 2 năm. Trên cơ sở phê duyệt của chính phủ, Việt Nam đã cùng các nước thành viên khác hoàn tất việc ký nghị định thư thứ hai sửa đổi hiệp định vào ngày 25 tháng 1 năm 2024. Nghị định thư dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2024.